Xin chào các bạn. Cái bài của Phan Mạnh Quỳnh đó là bài Có Chàng Trai Viết Lên Cây. Mình rất là ấn tượng với bài này bởi vì cái lời bài hát nó rất là nên thơ, cái câu chuyện rất là nên thơ, rất là dễ thương của một cặp đôi. Nhưng mà mình lại thấy một cái hay là ở trong cái việc hòa âm của anh này, anh chọn những cái hợp âm nó rất là đối với mình rất là bình thường. Thế tuy nhiên tại sao anh khai thác cái bình thường đó, mình thấy nó khác thường. Và cái giai điệu anh đặt lên cái hòa âm cũng rất là khác thường, cũng rất là cá tính riêng của anh đó. Cho nên mình chọn bài này để mình hướng dẫn cho các bạn. Bài này thì anh đã viết ra cả 2 năm rồi, và cũng có rất là nhiều người ta đã dạy bài này rồi. Tuy nhiên mình cũng mách cho các bạn một cái nhỏ xíu thôi, để cho các bạn sẽ đánh hay hơn. Mình làm cái clip này để giúp cho các bạn đánh cho nó chính xác hơn. Thì cái bài này mọi người thấy và viết ra theo nhịp 4-4. Tuy nhiên theo mình này không phải 4-4 mà đây là nhịp 2-2. Thì 2-2 á, nó sẽ là như vậy. Ta pa 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 thì là 1 và 2 ha. 1 và 2. Bùm bùm chát. Bùm bùm chát. Có chàng trai viết lên cây. Có chàng trai viết lên cây lời yêu thương cô gái ấy. Nếu các bạn nhấn vào những cái điểm đó thì các bạn đánh cái bài này nó mới ra đúng cái chất của nó được. Rồi bây giờ cụ thể mình sẽ vô mình chỉ các bạn luôn nha. Xin chào các bạn, mình để cái phần intro mình sẽ giải thích sau. Bây giờ mình sẽ giải thích vào đoạn A và đoạn B trước nha. Rồi tổng thể bài này các bạn phải để ý đó là đây là nhịp 2-2, không phải nhịp 4-4. Nhịp 2-2 là mình lấy cái nốt trắng bằng một phách. Đó, nốt trắng bằng một phách nha. Vậy thì bây giờ một ô ta có hai phách. Phách 1 và 2. 1 và 2, các bạn để ý nha. Nhấn ở 1 và 2, nhấn 2 đó. 1, 2 thì có 1 và 2, 1 và 2, 1 và 2, 1. Đó, các bạn chú ý, mình nhấn ở điểm 1
và 2. Mình nhấn đúng á, thì nó ra được cái tính chất của bài, đó là nhịp 2-2 nha. Rồi bài này rất là dễ bị dư nốt hay là thiếu nốt, cho nên là mình lưu ý các bạn tập như thế này cho đơn giản trước nè. Cái tay trái các bạn tập là 1, 5, 1 là bậc 1, bậc 5 đó. Đây mình đọc phách 1 và phách 2 nha. Đó, đổi sang thứ thì mình đánh nha. Mình đánh quen rồi thì mình đánh đầy đủ nốt A2 nha. Dễ không các bạn? À, nó có nhiều cách đánh nhưng mà mình thấy cái cách này nó khá là ổn. À, giống như ba bài trước thôi, ta có mi giáng trưởng. Đây, cái nốt này chính là cái nốt sau này dưới ha, mình dời lên đây. À, quãng 5 nè, quãng 6 nè, thì cái cách đánh rải này là khá phù hợp với cái bài này rồi, cho nên là mình cũng chọn xuyên suốt cái bài này mình đánh cái một cái loại này thôi. Rồi mình đánh qua một lần nguyên cái đoạn A, có A1 và A2 nha. Bây giờ mình đánh đoạn B. À, đoạn B thì cũng dễ thôi. Các bạn có muốn thêm bè vô cho nó dày nốt lên cũng được. Thì mình thêm vô là quãng 6 đi, mình cứ chọn quãng 6. À, quãng 6. B2 nha. Chỗ này nâng nốt rồi. Đó, vậy là xong đoạn B. Bài này khá là dễ ha. Rồi bây giờ mình mới nói cái đoạn intro. Cái đoạn intro thì các bạn thấy có nguyên một dàn dây, tức là violin này kia đó. Bây giờ mình có thể trộn cái tiếng piano với tiếng violin nè. Mình chọn cái tiếng slow string đi ha. Slow string nghe nó chậm lại. Đó, bắt đầu không? Cái background của nó là string rồi đó. Rồi cái đoạn đầu thì tăng ngân tự do. Nốt mình đã ghi sẵn rồi. Tiếp theo, đồ thứ. Ừ. Rồi, hợp âm này quá đẹp ha. Được. Rồi. Tới cái chỗ này mình đánh piano không đây. Hai ô được. Rồi tiếp theo mình chọn cái tiếng tiếng kho là cái tiếng giọng hát ấy. Nhưng mà này là nguyên một đám đông, là giống một ca đoàn ha. Là mình tắt riêng ra mình đây.
Đó, mình tách riêng ra để mình đánh. Rồi, bây giờ mình kết hợp với tiếng piano nè. Các bạn nghe nghe nó sống động không? Nếu mình đánh tiếng piano không thì nó cũng được nhưng hơi buồn. À, mình kết hợp hiệu ứng vô ha. À, nó có cái hay ở chỗ này thì thật ra đây là cái câu này do cái một cái kèn của người dân tộc như là cái sáo mèo thổi. Mình không có chắc chắn lắm nhưng mà mình đoán cái đó là sáo mèo thổi thì nó ra cái giọng của Tây Bắc thì mình bắt chước làm gì tan 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 đó các bạn lấy cái chỗ đó cho nó hơi hơi giống thôi chứ còn thật ra là sáo mèo người ta thổi nó còn luyến tùm lum hết. Mình đánh được piano mình đánh được tới đó ha. À, rồi các bạn chú ý mấy cái điểm đó vậy là xong. Nghe nó rừng núi không? Rồi, mình vô cái đoạn trong. Rồi các bạn thấy cái bài này thế nào? Riêng mình thì mình rất là thích cái bài này, cũng như đặc biệt là mình cũng thích luôn cả các tác giả. Tác giả bài này trông họ cái anh đó anh rất là nội tâm, anh sống rất là nội tâm. Nhìn cái cách của anh, cái cách điềm đạm, cái từ tốn, cái cách mà anh viết cái câu chuyện, cái dùng chữ, dùng cái hòa âm, dùng cái giai điệu hoàn toàn là khác biệt. Ngày xưa mình còn thấy gọi là mình dùng từ lập dị luôn á. Thì chính nhờ cái khác biệt, từ từ anh tự học lại cái bản thân anh. Thì anh sinh ra nhiều cái sản phẩm nó cũng khác biệt. Thế nhưng bắt đầu càng ngày nó càng hay, càng ngày nó càng độc đáo, càng ngày càng không giống ai, nhưng mà càng ngày càng rất là thể hiện cái bản sắc cá nhân của anh. Đó. Vậy thì mình học được ở anh cái gì? Mình học được ở anh cái là mình hãy nên học chính bản thân mình. Mọi người đã học từ bên ngoài, từ xã hội rất là nhiều rồi, nhưng mọi người quên là mọi người phải học từ cái bản thân của mình. Bản thân của mình cũng rất là nhiều cái đáng để cho mình tìm hiểu và mình học hỏi từ cái bản thân của mình ha. Rồi, xin chúc các bạn có một cái thời gian tập luyện nó vui vẻ, nó ý nghĩa. Và từ chuyện này, chuyện kia chúng ta sẽ học được rất nhiều thứ trong cuộc sống. Chúc các bạn thật vui vẻ. Xin chào.